Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 26 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 11, tại Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chào xã giao Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên. Cùng đi có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, thành phố, tập đoàn Đèo Cả. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đã thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của Cao Bằng và trọng tâm chuyến công tác tại một số tỉnh phía Nam và tình cảm của quê hương cội nguồn cách mạng đối với thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và đề ra nhiều nội dung đột phá chiến lược nhằm đưa Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chúc mừng Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo thành phố là đầu tàu của cả nước trên mọi lĩnh vực, tạo sự đột phá khác biệt và phát triển nhanh hơn nữa. Những năm qua, Cao Bằng luôn vinh dự được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban bộ ngành trung ương thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt. Trong thời gian tới, mong muốn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng tiếp tục có những hoạt động học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nghĩa, giúp đỡ để quê hương cội nguồn cách mạng phát triển. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, còn tỉnh Cao Bằng là nơi vinh dự đón Bác sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vì vậy, giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cao Bằng có mối quan hệ thân thiết, tình cảm. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc mừng Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Và hy vọng lãnh đạo tỉnh Cao Bằng với tầm nhìn, định hướng lớn sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quê hương cội nguồn cách mạng ngày càng phát triển. Vinh dự là thành phố mang tên Bác, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành phố phát triển về kinh tế xã hội, có chương trình hành động học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo nhiều điểm nhấn và mong Đảng bộ tỉnh Cao Bằng cùng hưởng ứng, tạo hiệu quả mang tính lan tỏa. Để tăng cường mối quan hệ giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhất trí tăng cường sự gắn kết gần gũi giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Cao Bằng. Chúc chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng có thêm nhiều kinh nghiệm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm để xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà lưu niệm, trong đó tỉnh Cao Bằng tặng nước nguồn bắp bó cho Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự lễ vận hành hệ thống kinh doanh sổ số điện toán tại địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Công ty sổ số điện toán Việt Nam gọi tắt là Vietlot hoạt động với 100% vốn của nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Hiện Vietlot có chi nhánh tại 62 tỉnh thành trên cả nước với hơn 5.000 điểm bán hàng. Riêng tỉnh Cao Bằng chính thức khởi động hoạt động kinh doanh với gần 10 điểm bán hàng. Vietlot hiện phát triển 5 sản phẩm sổ số điện toán tự chọn tiện ích, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó loại hình sổ số quay nhanh với giải thưởng trong ngày lên tới 2 tỷ đồng. Năm 2020, Vietlot đã chi trả thưởng cho người chơi trên toàn quốc trị giá hơn 1.300 tỷ đồng. Cho đến thời điểm này, Công ty Điện toán Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh và đạt doanh thu năm 2020 với số tiền 4.038 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt trên 925 tỷ đồng. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu của người chơi sổ số, Vietlot còn góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân và thực hiện công tác an sinh xã hội trên 15 tỷ đồng, đóng góp cho cộng đồng trên toàn quốc. Tại tỉnh Cao Bằng, đồng hành với hoạt động kinh doanh, Vietlot và đối tác đã trao tặng gần 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn tại huyện Bảo Lâm, 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh và hỗ trợ kinh phí xây dựng một phòng học tại huyện Quảng Hòa.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định, việc vận hành hệ thống kinh doanh sổ số tự chọn điện toán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương hiện đại hóa, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sổ số, góp phần lành mạnh các trò chơi giải trí có thưởng. Về phía tỉnh Cao Bằng sẽ chỉ đạo các sở ban ngành các cấp tạo điều kiện thuận lợi để công ty điện toán Việt Nam hoạt động hiệu quả, đồng thời mong muốn Vietlott tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh loại hình sổ số, thực hiện đầy đủ nghiêm túc nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngày 26 tháng 11, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Cuộc họp đã thẩm tra 3 báo cáo và 1 dự thảo nghị quyết, bao gồm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, lĩnh vực văn hóa xã hội, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, lĩnh vực văn hóa xã hội, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự thảo nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2020, đồng thời thảo luận một số nội dung về phân bổ kinh phí trong lĩnh vực văn hóa xã hội, việc cải cách giáo dục, đổi mới sách giáo khoa lớp 1 hiện hành còn nhiều ý kiến trái chiều, kế hoạch dạy học ngoại ngữ tại các trường học tuyến xã, thực trạng tai nạn giao thông đối với học sinh trong thời gian gần đây và sự vào cuộc của các ngành chức năng, sự phối hợp của gia đình nhà trường. Cần quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin của các cơ quan tổ chức triển khai rộng rãi đến cơ sở nhằm đảm bảo đáp ứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, công tác phòng chống dịch bệnh, cách ly y tế và hoạt động của trạm y tế ở các xã sau sáp nhập, việc giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến thảo luận và yêu cầu cơ quan tham mưu xây dựng các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết tiếp thu và bổ sung hoàn thiện các văn bản. Những ý kiến phát biểu tại cuộc họp sẽ được Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước khi đưa ra tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chiều cùng ngày, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Tại cuộc họp, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra 6 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bao gồm báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, lĩnh vực công tác dân tộc, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 trên lĩnh vực công tác dân tộc, báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến, cần làm rõ thêm hiệu quả vay vốn chính sách xã hội của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đánh giá kết quả nhân rộng các mô hình giảm nghèo, chương trình hỗ trợ công cụ, tư liệu lao động cho vùng đặc biệt khó khăn, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế theo chương trình 135, bổ sung số liệu cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp đối với kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác dân tộc, trọng tâm là những vấn đề hiện nay chưa được giải quyết và trả lời rõ ràng cho cử tri.
Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, đảm bảo về thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 26 tháng 11, các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Thạch An, Quảng Hòa phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền về biển đảo cho lãnh đạo chủ chốt của huyện, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn các huyện. Tại huyện Trùng Khánh, các đại biểu nghe đồng chí Thượng tá Ngô Quang Hải, Chính ủy nhà máy X-70 Cục Kỹ thuật Hải quân thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam và những động thái mới trên Biển Đông thời gian gần đây, dự báo tình hình và một số chủ trương đối sách của Việt Nam, khái quát về Hải quân Nhân dân Việt Nam, định hướng công tác tuyên truyền về biển đảo, pháp luật về biển đảo và trách nhiệm của mọi công dân, những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại huyện ủy Hà Quảng, hội nghị tuyên truyền về biển đảo có 140 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 20, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, đại diện các phòng ban ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đến dự. Tại hội nghị, báo cáo viên Cục Kỹ thuật Hải quân đã thông tin tuyên truyền về tình hình biển đảo hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, công tác đấu tranh của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030. Các văn bản pháp luật về biển đảo của nhà nước ta, trong đó có luật biển Việt Nam, những nội dung cơ bản của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia, tình hình Biển Đông, quá trình đàm phán, giải quyết các tranh chấp về biển đảo trong thời gian qua và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tình hình an ninh trật tự trên các vùng biển đảo Việt Nam trong thời gian qua và tình hình thực thi pháp luật, kết quả bảo vệ chủ quyền trên biển. Hội nghị tuyên truyền biển đảo nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biển đảo, khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Sáng cùng ngày, huyện ủy Thạch An tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về biển đảo cho lãnh đạo chủ chốt huyện, xã, thị trấn. Hội nghị do báo cáo viên Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân phổ biến tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biển đảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe chuyên đề về tình hình biển đảo Việt Nam, những động thái mới trên Biển Đông gần đây, dự báo tình hình và một số chủ trương chính sách của Việt Nam, sự phát triển lớn mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hội nghị đã nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất tin tưởng trong các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về biển đảo, vai trò vị trí chiến lược của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái thù địch về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhân dịp này, Cục Kỹ thuật Hải quân đã trao 5 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Đông Khê, Lê Lai và Đức Xuân. Tại huyện Quảng Hòa, hội nghị thông tin tuyên truyền tình hình biển đảo, tham dự có đông đủ lãnh đạo chủ chốt huyện, đại diện các cơ quan đơn vị, báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện và các xã thị trấn. Các đại biểu được báo cáo viên Cục Kỹ thuật Hải quân thông tin các nội dung, khái quát tình hình biển đảo và những động thái mới của các nước trên với Biển Đông trong thời gian gần đây, dự báo tình hình và một số quan điểm chủ trương của Việt Nam ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, một số thông tin về sự phát triển lớn mạnh của Hải quân Việt Nam. Qua đó, các đại biểu đã nắm được những thông tin mới nhất, chính xác về tình hình biển đảo, cũng như quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn công tác Cục Kỹ thuật Hải quân đến thăm di tích lịch sử nhà ông Lã Văn Ho, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Biên giới ở và làm việc. Tặng quà cho 2 gia đình khó khăn là người khuyết tật ở thị trấn Quảng Uyên, ủy quyền cho huyện Quảng Hòa tặng 3 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Tại huyện Bảo Lâm, hội nông dân thuộc khối thi đua số 2 gồm các huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hòa An, Hà Quảng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.
Năm 2020, các đơn vị trong khối đã cụ thể hóa nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng đơn vị địa phương gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao. Đa số các đơn vị đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tổ chức các cuộc vận động các phong trào thi đua. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm đúng quy định. Kết quả bình bầu thi đua năm 2020, khối thi đua đề nghị Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho đơn vị huyện Bảo Lâm, bầu đơn vị huyện Hà Quảng làm trưởng cụm, huyện Hòa An làm phó cụm thi đua số 2 năm 2021. Cũng nằm trong chương trình, cụm thi đua số 2 các huyện miền Tây đã tổ chức trao một con bò cái sinh sản trị giá 10 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo tại xã Đức Hạnh, tặng quà cho đồn biên phòng Cốc Bàng, huyện Bảo Lạc. Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức vòng thi chung kết và trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020. Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 được tỉnh đoàn thanh niên phát động từ tháng 8 năm 2020. Sau gần 3 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 26 dự án tham gia từ các huyện, thành đoàn, đoàn cơ sở. Ban tổ chức đã chọn ra 9 dự án xuất sắc tham gia vòng thi chung kết toàn tỉnh. Tại vòng thi chung kết, các tác giả, nhóm tác giả tham gia vòng thi trình bày bài thuyết trình dự án sáng tạo khởi nghiệp của mình và trả lời các câu hỏi do ban giám khảo đưa ra. Kết quả, dự án sản xuất dưa lê Bảo Lạc của nhóm tác giả Hoàng Thu Huệ, Long Văn Tuần, Ma Thị Thủy đến từ huyện Đoàn Bảo Lạc đã đoạt giải nhất. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các dự án xuất sắc khác. Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020 đã trở thành sân chơi dành cho thanh niên nông thôn có ý nghĩa khởi nghiệp sáng tạo. Theo đánh giá của ban tổ chức, các dự án vào chung kết đều có chất lượng tốt, đa dạng và đáp ứng được các tiêu chí của cuộc thi. Các dự án góp mặt tại vòng chung kết đều mang đậm đặc trưng của vùng miền, ứng dụng công nghệ vào sản xuất tạo những sản phẩm mang tính thương hiệu cho quê hương. Cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn nhằm cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nông thôn, phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tại huyện Trùng Khánh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình nghiệm thu cơ sở và tổng kết đề án mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất cát nhân tạo cho Hợp tác xã Môi trường Việt Dũng. Mô hình được thực hiện tại mỏ đá kéo Thin Lạn, xóm Hiếu Lễ, xã Lăng Hiếu do Hợp tác xã Môi trường Việt Dũng làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư dây chuyền sản xuất cát nhân tạo hơn 5,1 tỷ đồng, trong đó dự án được Quỹ Khuyến công Quốc gia hỗ trợ 600 triệu đồng. Dây chuyền chạy thử và đưa vào sử dụng từ quý 3 năm 2020. Sau khi đi vào hoạt động, dây chuyền sản xuất cát nhân tạo đạt công suất 200 mét khối một ngày, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 20 lao động địa phương. Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo đi vào hoạt động sẽ tạo ra các sản phẩm thay thế cát tự nhiên, tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ với chi phí thấp, giá thành sản phẩm hợp lý, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện. Là huyện đã có 4 xã về đích nông thôn mới với mục tiêu cuối năm 2020, huyện Hòa An sẽ có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, hiện xã Đức Long cơ bản đạt 19 tiêu chí, đang đề nghị tỉnh công nhận xã nông thôn mới. Xã Đức Long chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp. Đến nay, xã được nhà nước đầu tư hỗ trợ 67 tỷ 186 triệu đồng, dự án PE036 đầu tư 22 tỷ 786 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc huyện ủng hộ 2 tỷ 778 triệu đồng, các tổ chức cá nhân ủng hộ gần 500 triệu đồng, huy động nhân dân đóng góp 4 tỷ 223 triệu đồng, gần 41.000 ngày công lao động, hiến 3.745 m2 đất. Qua đó, xã đã bê tông hóa được hơn 10 km đường liên xã, 24 km đường trục xóm, 10 km đường ngõ xóm và 9 km đường nội đồng, xây dựng các công trình thủy lợi chủ động tưới tiêu cho 83% diện tích canh tác, 100% xóm có hệ thống điện đạt chuẩn. Cơ sở vật chất các trường học khang trang, hiện xã đang xây dựng nhà văn hóa xã, điểm vui chơi, thể thao với diện tích quy hoạch 3.631 m2, hiện 10 xóm có nhà sinh hoạt cộng đồng. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 36,5 triệu một người, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,6%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,5%. Đến nay, xã Đức Long đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sau khi đi kiểm tra tại cơ sở, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đề nghị xã đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình tỉnh xét, đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
tại xóm Lũng Luông, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh tổ chức lễ công nhận cây gạo cổ thụ là cây di sản Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của tỉnh và huyện Quảng Hòa. Cây gạo tại xóm Lũng Luông, xã Hạnh Phúc, mọc tự nhiên ven đường quốc lộ 3, tại km 21 hướng đi cửa khẩu quốc tế Tà Lùng. Cây có tuổi đời trên 500 tuổi, chu vi thân cách mặt đất 1 mét là 11,1 mét. Đường kính 3,7 mét, cao khoảng trên 30 mét, tán rộng 25 mét là cây đơn thân, mọc thẳng ở độ cao 25 mét, tán tỏa đều. Hàng năm, cây vẫn ra hoa đều đặn. Cây gạo xóm Lũng Luông là cây cổ thụ duy nhất trên địa bàn huyện Quảng Hòa được công nhận là cây di sản Việt Nam. Việc công nhận cây di sản Việt Nam tăng thêm giá trị cảnh quan môi trường sinh thái, giới thiệu với du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng với việc trồng rừng và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm mong mỏi, con đường mơ ước của người dân ở hai xóm Ngạm Vạng và Vài Thai của xã Yên Sơn, huyện Hà Quảng đã dần trở thành hiện thực. Dù mới đang hoàn thành được một nửa, nhưng niềm vui có đường về xóm bản đã hiện hữu với người dân và chính quyền xã Yên Sơn. Yên Sơn là một trong những xã khó khăn và xa trung tâm nhất của huyện Hà Quảng. Do đặc thù địa hình hiểm trở, đồi núi dốc, dân cư phân tán, nên hầu hết đường nông thôn là đường mòn đi lại rất khó khăn vất vả. Đại đa số người dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Trong đó phải kể đến hai xóm đặc biệt khó khăn là Ngạm Vạng và Vài Thai, với hơn 50 hộ dân sinh sống, chủ yếu là đồng bào Mông, Dao, có hơn 80% là hộ nghèo. Ai đã từng đến Ngạm Vạng, Vài Thai mới cảm nhận niềm vui của nhân dân trong xóm. Con đường nhỏ quanh co bám quanh sườn núi, một bên là vực sâu hun hút. Đường giao thông trở ngại lớn trong phát triển kinh tế xã hội của người dân. Ra đến chợ mất nửa ngày đường, nên cái đói, cái nghèo cứ đeo bám từ đời này sang đời khác. Nhà tôi ở xóm Vài Thai, đường vẫn chưa pha tuyến đến xóm, nhưng tôi đã có thể đi xe máy được rồi. Đi lại giờ thuận tiện hơn trước. Muốn đi chợ mua bán cái gì là đi khoảng một tiếng có thể về ngay, chứ không phải mất cả ngày như trước. Tuyến đường liên thôn Ngạm Vạng, Vài Thai được khởi công xây dựng từ đầu tháng 6 năm 2020, có chiều dài hơn 3 km, với tổng kinh phí xây dựng hơn 5 tỷ đồng, từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình 135 do huyện Hà Quảng làm chủ đầu tư. Để xây dựng tuyến đường này, ngoài sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước, còn có sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân hai xóm. Đường được chia thành hai gói thầu, hiện nay đã đổ bê tông được hơn 1 km. Đơn vị thi công đã mở tuyến đến điểm trường Ngạm Vạng. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục mở tuyến đến xóm Vài Thai. Có đường mới thì dân vui lắm, vì bao đời nay đi lại khó khăn, người dân ở đây vất vả quá rồi. Đường được đổ bê tông ở đoạn ngoài, thông tuyến đến Ngạm Vạng rồi, còn khoảng 3 km nữa mới đến Vài Thai. Người dân mong đường sớm hoàn thành để người dân đi lại được dễ dàng hơn. Có đường mới, phấn khởi nhất là các thầy cô giáo và các em học sinh ở các điểm trường. Nếu trước đây, để đến điểm trường Vài Thai, các thầy cô phải đi bộ mất hơn 2 tiếng đồng hồ, thì nay, việc đi lại cũng đỡ vất vả hơn. Dù từ điểm trường Ngạm Vạng tới điểm Vài Thai vẫn chỉ là đường mòn nhỏ, nhưng đã có thể đi xe máy chứ không đi bộ như trước. Thì nói chung là các thầy cô ở đây mong muốn để làm sớm xong, làm con đường xong thì để đi lại dễ một chút. Còn như đoạn ngoài kia bây giờ đi, các thầy cô, nhiều cô đi còn phải khóc. Đấy, để cho, còn phải cho các bé, các anh làm đường giúp đẩy xe lên, nó đi nó khó quá. Nếu mà mở được con đường đây chắc là niềm vui của các thầy cô nó đi lại nó đỡ vất vả hơn. Và chắc là học sinh nó sẽ hiểu hơn một chút về những cái văn hóa ở bên ngoài. Giờ đây, người dân có thể yên tâm tập trung sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế mà không sợ tư thương ép giá nông sản trong mỗi vụ thu hoạch. Phương tiện giao thông đã vào được trung tâm xóm, việc giao thương cũng thuận tiện hơn nhiều. Gần đây thì mới được đầu tư con đường đến Ngạm Vạng và hiện tại đang mở con đường vào xóm Vài Thai thì
từ khi mở con đường vào đến Ngầm Vặng thì bà con cũng có được rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là thông thương hàng hóa, rồi là giao lưu hàng hóa, đi chợ, rồi là cũng đỡ bất khó khăn. Đầu tư có đường rồi bà con cũng cảm thấy đi lại dễ dàng. Một số nhóm hộ là cũng đề nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ xi măng để bà con tự làm, và một số nhóm hộ lẻ. Sau khi mở xong tuyến những cái tuyến đường này thì cảm thấy là thông thương được hàng hóa hơn, bà con dễ dàng hơn. Đặc biệt là có hàng hóa thì sẽ đi lại đơn giản và dễ dàng. Và cũng nhà bà con muốn buôn mua bán cái gì có thể bán tại xóm, có thể có xe ô tô đến tận xóm để thu mua. Có đường mới sẽ là động lực để người dân tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, là chìa khóa tạo nên diện mạo nông thôn mới cho xã vùng cao Yên Sơn. Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lạc vừa tổ chức công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Việt Hùng. Theo đó, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Việt Hùng gồm có 21 đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lạc chỉ định Ban chấp hành lâm thời có 3 đồng chí. Việc thành lập công đoàn cơ sở nhằm tạo điều kiện đoàn viên tham gia sinh hoạt, tham gia các hoạt động các phong trào thi đua, tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Giám đốc công ty hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúc mừng công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Việt Hùng, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đề nghị Ban chấp hành công đoàn lâm thời phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tuyên truyền vận động đoàn viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hăng say lao động sáng tạo nhằm không ngừng phát triển công ty, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đảm bảo việc làm thu nhập cho đoàn viên người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Điện lực Phục Hòa, huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn công trình điện cao áp cho 50 hộ dân tại xã Tiên Thành. Hội nghị triển khai tuyên truyền những quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo Nghị định số 14 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện, Nghị định số 134 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, những điều cần biết về sử dụng điện an toàn đối với hộ sử dụng điện, cách phòng tránh tai nạn về điện. Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ lưới điện quốc gia, ý thức cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp sử dụng điện an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do sự cố về điện gây ra. Tiếp tục chương trình hội nghị tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và sử dụng điện an toàn trong dân. Sáng ngày 26 tháng 11, chi nhánh Điện lực Thông Nông huyện Hà Quảng đã phổ biến những nội dung cơ bản các quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho đại diện các ban đoàn thể các xã Lương Can, Ngọc Động, Đa Thông và thị trấn Thông Nông. Hội nghị đã triển khai tuyên truyền những quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện. Những điều cần biết về sử dụng điện an toàn đối với hộ sử dụng điện, cách phòng tránh tai nạn về điện, cách nhận biết các đường dây lưới điện cao áp, các hành vi nghiêm cấm xây dựng các công trình, hoạt động khu vực hành lang lưới điện cao áp, nhận biết các đường dây lưới điện cao áp, khoảng cách an toàn phóng điện, không họp chợ, tụ tập đông người dưới đường dây điện, không dùng điện bắt cá, giăng dây có điện làm phương tiện bảo vệ tài sản, bẫy thú bảo vệ hoa màu, phương pháp xử lý cấp cứu người bị điện giật. Qua đó giúp cho nhân dân hiểu thêm về cách phòng ngừa tai nạn về điện, cấp cứu người bị điện giật và công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do sự cố về điện gây ra. Tại xã Tổng Cọt, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng vừa tổ chức công bố quyết định thành lập tiểu đội dân quân thường trực biên giới xã Tổng Cọt. Tiểu đội dân quân thường trực biên giới xã Tổng Cọt gồm có 7 thành viên, là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, bảo vệ và giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới. Có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới, lãnh thổ, vượt biên, nhập cư trái phép, khai thác trái phép tài nguyên và những hành vi xâm phạm chủ quyền, tham gia đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển các loại hàng quốc cấm qua biên giới.
tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, tích cực tham gia luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Hòa An vừa tổng kết cuộc vận động tập trung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đức Long. Đến nay, xã Đức Long đã triển khai tuyên truyền pháp luật tại 10 xóm và trường học, đã xây dựng được một mô hình tự quản về an ninh trật tự tại trường trung học cơ sở Đức Long, 100% hộ dân ký bản cam kết thực hiện. Kết quả đã có 22 tin tố giác, vận động người dân tự giao nộp 10 bộ kích điện đánh bắt cá, 2 khẩu súng hơi cồn. Hiện trên địa bàn xã có 6 đối tượng dương tính với ma túy và bàn giao cho công an xã Đức Long để quản lý theo dõi. Tiến hành vận động nhân dân tham gia giải quyết tranh chấp đất đai, lập biên bản và yêu cầu cam kết không tái phạm đối với một trường hợp khai thác cát sỏi trái phép. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa An khen thưởng 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt vận động. Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với bị cáo Hoàng Thị Nội, sinh năm 1978, trú tại xóm Cổng Hoài, xã Đức Quang, huyện Hạ Lang. Cáo trạng vụ án nêu rõ, do đã liên lạc với nhau qua mạng xã hội từ trước, ngày 26 tháng 3 năm 2020, Hoàng Thị Nội được một người đàn ông Trung Quốc gọi điện để tìm xe ô tô đón 8 người Việt Nam quê ở các tỉnh Yên Bái, Bắc Cạn, từ thành phố Cao Bằng vào huyện Hạ Lang để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá 4.000 nhân dân tệ. Nội đồng ý, sau đó gọi điện thoại báo cho các nạn nhân đợi ở khu vực cổng bến xe khách thành phố Cao Bằng và thuê Tô Văn N đưa vào huyện Hạ Lang với giá 400 nhân dân tệ để vượt biên sang Trung Quốc. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại bến xe khách thành phố Cao Bằng, công an thành phố Cao Bằng phát hiện lập biên bản vụ việc. Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Nội mức án 5 năm tù giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.